hai anh em đang đi thăm bẫy cạm kiềng anh em. Đấy thì hôm nay thu bẫy và chuyển luồng đánh. Đấy, ở đây thì sóc mà chuột nó phá nhiều quá đánh không có được. Cỡ thằng đang mẹ anh. Con này thì sập đa số là chết bởi vì cạm này khá là to anh em. Cạm kiềng đi. Anh em nào có nhu cầu mua cạm kiềng thì anh em liên hệ với số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Đấy, cài cái đĩa vào. Cài gọn ra như này. Chuột. Chuột kia làm con gào rừng. Tại thì vẫn còn nhiều bẫy chưa thăm lắm anh em. Luồng này thì có 4-5 cái nhưng mà chưa thấy dính được cái nào, dính được cái được cái con sóc đất. Đây là di chuyển xuống khu vực dưới thung lũng dưới đây anh em. Ở chuyển sang cái luồng bẫy đây thì được đây được con chuột anh em, chuột này chuột tai hiu. Chuột ở đuôi nó phải dài so với chuột ở quê nó phải mấy chục phân nhỉ. Lúc mẹ bao mang về thịt không ạ? Béo nhỉ. Ông mang thịt mang bài ông mang về đi. Còn đây cho túi này. Ừ. Tôi thịt đi. Đi vào kia thịt béo rồi. Được lửa cân không? Bụng trắng phau. Hình như xương này. Đi. Cỡ đây. Đúng đâu? Đúng đâu? Đèo nhạt thế. Vô. Tôi thấy rồi. Tôi thấy rồi. Vô như vô rắn này. Địt vậy. Đúng. Ồ, địt vậy. Rách ủng như chơi. Rách được. Địt vậy trả thúng. Nhạt kinh. Mai sao cho túi sợ cắn đứt mẹ túi. Không. Răng, răng cẩy cắn đéo. Địt vậy hai răng, răng trên răng dưới mà lại bảo răng cẩy. Chỉ nghe đập trên, bắt xong bắt đầu rạch răng ấy. Ủng không ạ? Có ủng. Ôi thủng đéo được ủng đấy đi. À, thủng đít nè. Đéo chết về thịt mất ngon. Ai mà dính con thịt kẹo con gì to rồi, bắt làm sao được. Con to bắt là dễ. Không. Ừ. Bụng. Ừ. Này gỡ nào. Kẹo cuốn ác nhỉ. Nhô xương này. Ừ. Pháo to nhỉ. Pháo này. Bụng trắng phau. Pháo ác nhỉ. Mình nhìn đéo có chỗ này. Không biết có ngon không? Ai biết được. Ông cậy cậy răng đi. Đéo có cái gì bẻ răng đi. Bẻ răng đi. Đây, kẹp vào cái cạm này. Ok anh em nhé, bây giờ xuống dưới khu vực dưới thăm lốt cái luồng bẫy dưới. Khu vực đây thì còn hai cái cạm nữa anh em. Cái cá trước mặt đây. Đánh vào lưỡi mòn rồi cũng không được. Khu dưới đây xem nào. Đấy, khu dưới rậm rậm dưới đây ạ. Đấy được một con sóc đầu tiên, một con chuột là hai rồi. Mà chết rồi, chết đói rồi nhỉ. Bên kia sóc phá ác, bên này chuột lại phá ác. Ông bạn đang đi đằng trước đây. Lại chuột. Mà anh tí nữa. Mà anh tí nữa. Tinh chuột. Mẹ, đi theo đàn ha nhỉ. Cái đuôi dài dã man này. Cái đuôi. Cái đuôi dài kinh khủng. Đuôi phải 40 phân nhỉ. Con này bé hơn con trước. Chắc nó từng lớp ở đây con cái. Hả? Ai. Cả cả đái. Quả chết mẹ. Quả chết tiêu này này. Cái đây chết đéo được không? Chết được, ông lại lấy ủng ông nhãm. Cái này chết chắc. Kinh đéo chịu. Cái này là chết chắc. Ôi, nó phọt máu rồi. Gài lại bẫy xong để đây đánh mèo luôn. Ui, đã chết đéo được, ui à. Quá. Máu, kinh đéo chịu. Đéo đi. Ok, đây cũng là cái bẫy cuối cùng rồi anh em. Bây giờ thì hai anh em thu chỗ bẫy này để di chuyển là đánh nốt một ít cạn nữa rồi ngày mai đi thăm rồi quay cho anh em cùng xem. Anh em nào xem được cái video này thì thấy hay thì đăng ký chia sẻ hộ kênh để tiếp tục đón xem những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video lần sau.